tọa lạc tại Bắc Đảo Ngọc hoang sơ kỳ vĩ, một siêu quần thể nghỉ dưỡng giải trí không ngủ, nơi rực rỡ sắc màu bất kể ngày đêm, thiên đường giải trí mới của thế giới. Cô thì cũng đi ra Phú Quốc từ nhiều tour rồi, nhưng mà lần này cô đi lại thì thấy Phú Quốc mình phát triển rất mạnh, và cô đã đến cái du lịch của nhà mình thì nói chung quá cái tiếp đón rồi hướng dẫn phục vụ cho tận tình. Thì lần đầu tiên khi mà Vinhome họ bàn giao nhà thì chị tham quan và chị cảm thấy cái khu này nó rất là đẹp, mà chị không nghĩ là nó lại đẹp đến như thế. Bây giờ thì chị có thời gian để dắt ba mẹ chị đến đây để tham quan cái khu Grand World cũng như là ở chính cái phòng mà chị đã mua tại đây. Đúng là mình khá là bất ngờ khi mà mình đến đây và thấy là cái kiến trúc ở đây thực sự là làm khá là tốt ở cái việc mô phỏng lại cái không khí ở bên châu Âu. Mọi người đến không phải là tầm du lịch cao điểm nhưng mà cũng thấy mọi người đến đây cũng khá là đông, khá nhiều các bé đến đây, cả người già lẫn cả trẻ con đến đây cũng đều có thể vui chơi được. Tất cả bạn mình gần như là bạn bè và người thân mình đến Phú Quốc thì luôn luôn mọi người thường là đến Grand World và cùng với cả Safari cũng như là VinWonder. Nhìn từ xa thì mình có thể thấy là cái mô hình du lịch rất chi là thân thiện. Màn đầu tư của ở VinWonder rất là hoành tráng. Chị đi du lịch rất là nhiều và hôm nay mới được xem màn biểu diễn rất là hấp dẫn như thế. Con thấy màn biểu diễn rất hay ạ. Cũng nhạc nước thì cũng đã xem rất là nhiều nhưng mà hôm nay cũng là kết hợp cả công nghệ 3D mới, hình ảnh cũng rất là sống động. Kết hợp âm thanh ánh sáng chị thấy cũng rất là hấp dẫn. Con thấy có phù thủy, có nước, có lửa với cả có hoàng tử. Chị thấy ấn tượng với những cái màn phun lửa ấy, không nghĩ là nó sống động như thế luôn ấy. Ngoài sức tưởng tượng. Đánh giá chung thì đúng là ở đây có nhiều chỗ để chơi, để chụp ảnh, để trải nghiệm. Hy vọng là lần sau quay trở lại sẽ được trải nghiệm tất cả mọi thứ ở đây. Con rất là muốn đến đây để xem màn trình diễn lần nữa. Cũng như là mọi người đều biết á, dịch bệnh 2 năm qua vừa qua nó rất là khó khăn với tụi em. Trong quá trình tập luyện tụi em đã phải trì hoãn hết 2 lần, cố gắng hoàn thiện được một cái show diễn tinh hoa Việt Nam như thế này. Cô xem cái tinh hoa văn hóa Việt Nam cô rất là thích. Thấy là cái show này được đầu tư rất là công phu. Đây là một cái tiết mục rất là khiến cho giới trẻ cảm thấy là có cái mong muốn là tìm lại được cái tinh hoa của văn hóa mình. Cô cảm nhận được là cô sẽ quay lại những cái thời mà quá khứ nhưng mà nó rất là ý nghĩa đối với cô. Các cái chất liệu trong cái show này anh cảm giác nó khơi dậy được cái lòng tự hào dân tộc. Anh thấy đa phần các cái du khách đang là người trẻ, anh cảm giác đây là nó rất là tốt, rất là tạo được cái niềm đam mê lịch sử cho rất nhiều bạn trẻ. Những tiết mục giúp cho mình hình dung rõ về văn hóa trái cây của Việt Nam. Là cô cảm nhận là cô rất là thích. Lần đầu tiên anh thấy một cái show hoành tráng ở phía Nam Bộ mình như vậy luôn á. Mình sẽ giới thiệu cho những người bạn của mình đến. Nếu cô về nhà, cô cũng khuyến khích nhà gia đình không bỏ qua cái show diễn như thế này. Tụi em cảm thấy rất là vinh dự và hạnh phúc khi được trở thành một phần của tinh hoa Việt Nam. Em mong muốn rằng nhiều bạn trẻ có thể hiểu hơn về lịch sử, văn hóa, truyền thống của Việt Nam. Phú Quốc United Center, vũ trụ nghỉ dưỡng giải trí đẳng cấp quốc tế duy nhất tại Việt Nam.